Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Diễm Quỳnh xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Xem tử vi chọn đời là việc nghiên cứu và tìm ra mối liên hệ giữa tuổi, can chi, ngũ hành bản mệnh của mỗi người. Và từ đó thì có thể đưa ra được những hướng dự đoán tương đối chính xác về vận mệnh, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, xuyên suốt cuộc đời của những gia chủ. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ nữ mạng Bính Ngọ sinh năm 1966 có cung mệnh thuộc cung Càn, mạng Thiên Hà Thủy, nước sông Thiên Hà, xương con ngựa, tướng tinh con thùng luồng, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Tử vi chọn đời nữ mạng Bính Ngọ có thể được khái quát qua bài thơ sau. Bính Ngọ, mạng thủy, công Càn, mạng thủy là nước ở sông Giang Hà, thu đông sinh đặng tuổi nàng, đặng mùa vượng tướng, số ta thanh nhàn, xuân hạ sinh thiếp lỗi mùa, lỗi sinh cực nhọc nên nàng gian nan, cho nên thân gái dặm chàng, duyên tình lỡ dở, đôi đàng chia ly, anh em xung khắc bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên, tuổi này lại có tính linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, giận người lỗ mãng thiệt tình khó dung. Tiền vận số phải lao đao, hậu vận vinh hiển, giàu sang có thừa. Tổng quan, trong suốt cuộc đời của mình, Bính Ngọ nữ mạng phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi, mọi chuyện mới ổn định và dần trở nên tốt đẹp cả về công danh, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 đến 85 tuổi. Nếu ăn ở lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng Bính Ngọ được phân thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần trong chuyện thay đổi tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn các nữ mạng Bính Ngọ sinh vào các tháng 3, 6, 7, 11 âm lịch sẽ có tình duyên viên mãn cùng với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình mà không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc đời. Gia đạo công danh. Công danh không được thuận lợi, suôn sẻ, nhưng nếu làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ thu được kết quả như ý muốn, gia đình êm ấm, hòa thuận cả cuộc đời. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 34 tuổi, tài lộc dồi dào, thịnh vượng, có nhiều cơ hội để phát triển công việc, sự nghiệp riêng của bản thân. Tuổi hợp làm ăn, Bính Ngọ nữ mạng nên chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc. Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý để hợp tác thì công việc sẽ được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Ngoài ra có thể đeo thêm vòng tam hợp quý thần, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu đón quý nhân, tương hỗ cho vận trình của mình, giúp tăng cường tài lộc và có được những mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ khắc hình 3 linh vật Dần, Ngọ, Tuất mang năng lượng hội tụ, hộ thân trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Dần, Ngọ, Tuất cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống hạnh phúc trong cao sang quyền quý, công danh tài lộc rộng mở, sáng lạn, thì Bính Ngọ nữ mạng nên kết duyên với những tuổi hợp cả về công danh và tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão và Ất Tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng, tình cảm nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Mậu Thân và Giáp Dần. Cuộc sống sẽ kém may mắn thuận lợi khi bạn lựa chọn kết hôn với các nam mạng tuổi Canh Tuất và Giáp Thìn. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với nữ mạng Bính Ngọ cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân. Nếu nữ mạng Bính Ngọ sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch sẽ có số đa phu hoặc có thể sẽ phải gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyện hôn nhân. Tuổi đại kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu là những tuổi xung khắc với Bính Ngọ nữ mạng. Bạn không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với một trong 6 tuổi kể trên, nếu không thì sẽ không được như ý mong muốn của mình.
gặp tuổi đại kỵ, mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu trót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Bính Ngọ nữ mạng có đại hạn vào các năm 37, 40 và 48 tuổi. Vào những năm này, bạn cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc vì sẽ có rất nhiều bất lợi xảy đến. Công danh, sự nghiệp, tài vận không được hanh thông. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xung đột, bất hòa. Bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, đề phòng ốm đau bệnh tật. Những việc lớn, quan trọng nên để sang các năm khác thực hiện sẽ tốt hơn. Để vận trình cuộc sống luôn được suôn sẻ, hanh thông, giảm thiểu xui xẻo vận xấu đến từ các năm đại kỵ, bản mệnh, hãy đem theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh bên mình. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển, không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng, khắc bộ lục tự, đại minh chú, Om Mani Padme Hum là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau, được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ, hành mệnh cho quý vị gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận được sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất chính là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự được lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nữ Bính Ngọ nếu có công việc quan trọng cần thực hiện hay phải xuất hành đi xa thì nên khởi hành vào các khung giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khung giờ vàng này sẽ giúp cho công việc của bạn được suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vận may song hành cùng bạn trong mọi việc vào những năm này. Tài lộc dồi dào nhưng vẫn phải thận trọng trong chuyện tình duyên, sự nghiệp và tiền bạc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào những năm này, công việc vô cùng suôn sẻ thuận lợi, mang lại cho bạn nhiều tiền tài. Hãy nắm bắt lấy cơ hội, sẽ thu được nhiều thành quả hơn cả sự mong đợi. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, trong những năm này, chuyện tình cảm công việc và tài vận không được hanh thông, nhưng cuộc sống vẫn được đủ đầy, sẽ có nhiều thách thức xảy đến trong cuộc sống. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong việc giao thương và chuyện tình cảm vào những năm này. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi hơi xấu, công việc và tài vận gặp nhiều trở ngại. Bạn cần tránh xuất hành đi xa hay hùn hạp đầu tư lớn sẽ không bị hao công tốn của. Năm 37 tuổi và 38 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân để phòng ốm đau bệnh hoạn sẽ làm hao tổn tiền tài. Sang năm 39 tuổi và 40 tuổi, mọi chuyện dễ dàng hơn, công danh sự nghiệp và chuyện việc đều có tiến triển tốt. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào những năm này, gia đạo và sự nghiệp có nhiều triển vọng,
Tuy nhiên bổn mạng gặp nhiều rắc rối, bạn cần phải nhẫn nhịn thì mới có thể vượt qua mọi chuyện. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trong khoảng thời gian này, công danh sự nghiệp thu được nhiều thành quả nhưng phải thận trọng trong giao thương tài chính và công việc. Nên xây dựng nhiều mối quan hệ, hợp tác, làm ăn, cùng phát triển để công việc diễn ra thuận lợi hơn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi chuyện đều ở mức bình thường vào những năm này, từ chuyện tình cảm đến tài vận và cuộc sống. Tuy vậy, bạn vẫn phải chú ý đến các vụ giao thương tài chính, sẽ tránh được hao tổn tiền của. Thưa quý vị, mệnh trời còn gọi là số mệnh. Từ 50 tuổi trở đi, biết mệnh trời, bản mệnh đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Hy vọng rằng những chia sẻ tử vi trên đây sẽ giúp cho tất cả quý bản mệnh có thêm góc nhìn và sự chiêm nghiệm về cuộc sống đời mình. Sống một đời an nhiên, hạnh phúc.